Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu tới bạn đủ màu đủ size của những chiếc xe đạp thể thao touring carbon mới nhất từ hãng xe đạp Peter. Đây là những chiếc xe được sản xuất mới nhất trên thị trường. Và trong video này thì shop đã dựng đủ màu của hai model xe đạp touring carbon có Twitter Thunder và Twitter Steel Pro. Và với Thunder thì đang có hai size, đó là size 46 và size 48, đồng nghĩa với có 4 màu đã có tại shop xe đạp thể thao VIP chúng con. Đó là màu ghi Matsuzota, màu đỏ, tem bạc, tem kim loại. Màu thứ 3 đó là màu đen đỏ và màu thứ 4 đó là màu đen. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Twitter Steel Pro có cấu hình như sau: khung, càng, cọc yên bằng carbon. Carbon sử dụng để sản xuất chiếc khung càng cọc yên này là đó là sợi carbon nano và công nghệ EBS. Đây bạn có thể thấy dòng chữ được ghi từ nhà máy ghi trên thông tin trên khung đây. EBS technology, technology đúng là công nghệ carbon nano. Xe mới kén luôn, mới keng luôn bạn nhé. Khung càng carbon. Và ở chiếc Twitter Steel Pro này thì sử dụng tem phản quang viền nhé, tem phản quang viền đây, bạn có thể thấy viền nó sáng này, khi mà đổi góc nhìn thì nó cũng sẽ thay đổi màu. Đây là chiếc màu đen đỏ màu xanh thì bạn có thể thấy này, cũng lên tem phản quang màu vi lên tem phản quang màu đỏ lên tem phản quang bạn nhé. Cọc yên và carbon, có cọc yên âm, có cọc yên âm ở đây. Yên mũi bọc da mềm của Twitter, đây là chiếc yên da PU, da chống nước. Phô tăng tay lái hợp kim nhôm của hãng Twitter. Xe Twitter Steel Pro này sử dụng bộ truyền động Shimano Tiagra 4007 gồm tay đè lắc Shimano Tiagra 4007, gạt đĩa Shimano Tiagra 4007, gạt lip Shimano Tiagra 4007. Và cái nút Shimano Tiagra 4007 này được sản xuất tại Nhật Bản mà nhé. Bạn có thể xem cái thông số xuất xứ ở mặt sau này, mặt sau của bộ truyền động này. Líp sử dụng 10 líp của hãng Sunshine, líp bằng thép, xích thì xích IBN 10 speed. Ở chiếc Twitter Steel Pro này sử dụng bộ đùi đĩa của hãng Retropic New Sky. Đây là bộ đùi đĩa bằng nhôm. Nhôm này là nhôm 7075 CNC. Cắt CNC, nhôm mắc 7075, nhôm này mắc rất là cao, rất là bền. Trục rỗng thì nó lợi về cái moment xoắn, tức là khi đặt cái đùi bên kia nó sẽ truyền lực toàn bộ sang bên này, nó không bị tiêu hao lực, giúp cho xe nó tối ưu nhất. Cặp bê đan sử dụng của hãng Retropic. Đối với bê đan thì hãng Twitter có thể dùng của hãng Retropic, của hãng Sensor thì chất lượng tương đương nhau bạn nhé.
chất lượng tương đương nhau. Như Xúc cũng sẽ chia sẻ thì đang có hai size là size 45 và size 48 đối với dòng Twitter Skipper này. Cặp vành bánh thì sử dụng cặp vành bánh kiểu mới nhất của hãng Vichupic. Bạn có thể thấy là cái kiểu tem nó cũng khác và cái kiểu Mayer đùm cũng khác. Mayer này là Mayer sử dụng cốt bạc đạn bạn nhé, cốt bạc đạn rất trơn và trớn. Vành nhôm hai lớp cao 4cm, lốp sử dụng lốp Innova Pro 700x25C. Đây là chiếc Twitter Skipper tàng hình. Bạn muốn biết giá về chiếc xe đạp này hãy liên hệ trực tiếp với shop của số điện thoại 0983315936 để shop báo giá, gửi hình ảnh cũng như là đối với những màu sắc khác thì shop cũng sẽ gửi đường link cho bạn để bạn dễ dàng bạn xem chi tiết về chiếc xe đạp đó. Còn đối với dòng xe đạp touring thì shop đang bán rất là nhiều thương hiệu xe khác như là Cavalio, Dante, Line. Nó có nhiều thương hiệu, nhiều kiểu dáng, nhiều mức giá, nhiều màu sắc và bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Chỉ cần bạn có nhu cầu mua xe đạp đến với shop, bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày. Thank you.